Vâng em Hoàng Tường xin chào cả nhà Chào cả nhà lại đến với video tiếp theo của em Em hôm nay em lên thăm vườn vải thiều chính vụ Của nhà em Và em sẽ đi lên nói chuyện với cả nhà à, Cách nhìn cái đầu đầu đọt, đầu ngọn Của cây vải Và cách nhìn vết khoanh Để mình biết và xử lý những cây mà nó vàng lá à, đối với vải u hồng, thanh hà và vải thiều chính vụ sau khi khoanh được à, nếu mà tính cây vải thiều à, thì à, em khoanh ấy, thì nó cũng chỉ được à, 20 hôm nay là 27 ngày chưa được một tháng còn nếu mà tính những bác mà khoanh cây vải u hoặc là thanh hà ấy, sớm ấy thì có khả năng là có bác là khoanh được à, 2 tháng Có bác thì khoanh được khoảng 40 ngày Nó tùy từng vùng Thì em hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà Thì em nói từng chi tiết Để anh em dễ nhận biết về Cây vải Vào mùa khô này Khô quá lâu rồi và nó sẽ có khả năng là diễn ra hiện tượng là chết chết cây hàng loạt nếu mà anh em không để ý không bất cứ một vườn nào cả nhà kể cả những cao thủ làm vải xanh sỏi nếu mà không cẩn thận mà không để ý là chết cây là chuyện bình thường nha cả nhà nha đấy thì hôm nay em lên video nói chuyện với cả nhà là thứ ba ngày mùng 3 tháng 12 năm 2024 nhằm ngày mùng 3 tháng 11 năm Giáp Thìn thì trước mặt cả nhà đây là vườn vải thiều chính vụ nhà em Này cả nhà thì là sau khi khoanh được đây sau khi khoanh được à, gần một tháng rồi nhà là cây nó đã chuyển sang màu à, màu vàng nhé cả nha là màu à, lá màu à, màu gừng cả nhà là nó không à, không có chế độ màu xanh cả. đấy là đối với những cái cây mà nó khoanh à, nó có cái độ à, à, cây nó khô còn những cái cây nào mà nó cây nào mà nó ví dụ như là những cây à, nó kiểu như là đất nó sâu hơn ấy, thì là nó vẫn còn xanh hơn, đấy. còn những cây mà đất nông hơn ấy, thì là nó đã chuyển sang màu à, à, lá lá gừng rồi. thì là em à, sẽ đi chỉ cho cả nhà. thứ nhất là anh em đến thời điểm này những cây à, nó đã chuyển sang màu gừng là ta sẽ đi nhìn màu lá nhá, nhìn màu lá và mà vết khoanh. đấy thì là các bác sẽ đi xem cái đầu ngọn này cho em này. Đấy Bác xem cái đầu ngọn này cho em nhá Cái đầu ngọn này xong này nó sẽ ra hoa đấy Đây Xong là mình sẽ đi xem vết khoanh Đấy Như cây này ấy Nếu mà các bác mà khoanh cưa sắc ấy Cây này là Nguy cơ là đi rất chỉ là nhanh cả Nguy cơ chết cây rất chỉ là nhanh Là các bác sẽ nhìn cái đầu ngọn này cho em đây này Đây thứ nhất là ngọn này là em khoanh ấy, thì là nó đã im đấy, im rồi thứ hai là các bác sẽ nhìn vào cái ruông ở bên trong này cái ruông ở bên trong cái sau này nó ra hoa đấy cả nhà là nó có màu xanh hay là màu vàng đấy. cái của em này nó đã chuyển sang màu vàng rồi là coi như cây này là khoanh nó đã có đủ độ đau và hoàn thành nha cả nhà nha thứ nhất là các bác sẽ đi nhìn vào cái đầu ngọn này cho em cái đầu ngọn này ấy, là cái đầu ngọn này là sau này thứ nhất là nó ra hoa và ra lộc là nó ở đầu ngọn này là có khả năng ở những cái khe này nó cũng ra hoa và ra lộc là thứ hai là cái cái độ cái độ này vàng này này Đấy, độ vàng hay còn xanh nên là cái nếu mà cái ruông ở trong này ấy, đây này cái ruông ở trong này ấy, là nó đã có màu vàng là coi như mình khoanh đã thành công nha cả nhà nha Đã thành công Nên là các bác hãy để ý Như cây của em này là khoanh được 27 ngày Thì nếu mà như cây này ấy, Thì em sẽ tính cho cả nhà Là cây vải Cây vải thiếu chính vụ Là nó sẽ báo hoa vào 26 tháng 12 Âm lịch Thì hôm nay nó là Hôm nay là mùng 3 Đến 23 tháng 12 Thì 23 tháng 12 một tháng và 26 23 đâu 23 26 thì là cây vải thiều chính vụ nó còn à, 50 ngày nữa cả nhà, 50 ngày là nó sẽ báo hoa. Đâu, có phải 50 ngày không? Hôm nay là mùng 3 thì đến mùng 3 tháng 12, mùng 3 tháng 13, 23, 23, 26. Phải rồi, khoảng 50 ngày, 50 ngày hơn 50 ngày một chút là nó sẽ bao hoa. Nên là các bác hãy đi để ý cho em là cái đầu này này Cái đầu ngọn này này là không ra lộc được rồi Thứ hai là các bác đi nhìn cái, cái ruông ở trong này Đấy Và nhìn cái màu lá Đấy, Nhìn màu lá Và các bác xem vết khoanh cho em Đấy Là ba, ba cái đặc điểm như vậy Đây này như là nó đã màu màu nó đã vàng này là thành công nhé cả nhà nhá đây này đấy nó vàng như thế này là thành thành công này đấy khi mình khoanh ý, nó vàng cái độ này là thành công là cái ngọn này là nó không bao giờ đi ra lộc được này cái này có các bác ạ à, cái này nếu mà kể cả mưa nhé cả nhà mưa xuống bây giờ các bác mưa tưới nó cũng không ra lộc đâu đấy khi mà mình khoanh ngắt nước thành công là coi như thành công rồi đấy. nên là không phun một cái gì cả nhà không phun cái gì không phải phun một cái gì nhá đấy em không phun một cái gì đâu khoanh màu lá lộc ba xong là nó khác chuyển màu cái này thôi nên là cả nhà hãy để ý cho em nhá Thứ nhất là để ý cái màu ngọn này này Nếu mà cái ngọn này ấy, Mà nó cái ruông này ấy, Mà nó chuyển sang màu Màu xanh trở lại Là cây lúc đấy hồi Là các bác sẽ đi xem với khoanh Còn như thế này ấy, thì là nó không việc gì nhá Nó đang là màu nghỉ này nhá Nên là cả nhà yên tâm là cả nhà cứ xem Cây thường xuyên nhá Nếu mà về cái độ chết cây đấy Thì là nó không bất cứ một ai làm vải cả nhà nếu mà bác nào mà khoanh vải nó chết bất cứ không không kể là ai không kể là ai kể cả những uh, bác sành sỏi cao thủ làm vải nó cũng chết hết kìa không bất cứ một ai mà không không ấy nhưng mà mình ấy mình uh, muốn làm uh, cây vải mà nó ra hoa đậu quả đấy mình bắt buộc phải khoanh đấy. phải có đủ độ đau nếu mà các bác khoanh ấy nếu mà các bác khoanh mà cái cái bản bản lá của nó này không vàng này cái ruông này nó chưa đủ độ vàng mà nó còn cái ruông nó còn xanh ngắt đấy chưa đủ độ đau ấy thì là các bác nguy cơ là nó lại hay đi lọc đấy nên là khoanh phải khoanh cho nó cũng đủ độ đau đấy xem được à, hai cái tiêu tiêu chí ở ngoài này thứ nhất là đầu lọc này thứ hai là cái ruông này dài coi như hoàn thành xong là chúng ta sẽ đi vào cái vết khoanh nhá chúng ta kiểm tra cái vết khoanh thường xuyên đấy khi vườn của các bác đã ngả sang màu vàng như thế này rồi thì các bác sẽ đi kiểm tra cái vết khoanh cho em thường xuyên. Đấy. À, khoảng độ tầm mà 3 ngày cả nhà, cứ 3 ngày. 3 ngày, 5 ngày là các bác kiểm tra cho em một lần nhé cả nhà nha không là nó chết cây đấy. Đây, ta sẽ đi vào à, kiểm tra cái vết khoanh của nó. Thì là những những cây này khoanh được à, trên 20 ngày. Đấy còn các bác các khoanh mà nó được à, lâu hơn đấy thì là nguy cơ hơn, sợ hơn thì là em khoanh vừa rồi ấy thì là em không không làm sạch cả nhà, em không làm sạch nên là cái vết khoanh nó khó nhìn. Đấy em khoanh cái vết khoanh nó không làm sạch đây này, em sẽ khiu đi cho cả nhà. Là em không làm sạch nhá. Đây là cây này là khoanh trên 20 ngày chưa có hiện tượng gì hết này. Đấy. Chưa có hiện tượng gì nhá cả nhà nhá, nhưng mà lá vàng rồi. Đây như bên này cũng vậy Đây này Em khoanh cái cưa mà cái mạch của nó rất là bé nhé cả nhà nhá Rất là bé Đấy Nên là nó chưa thấy có hiện tượng gì Kể cả bên này cây này Cái này cũng như vậy Đây này Nên là mình à, Xem vết khoanh thường xuyên cả nhà Đây Nó không thấy được nét nữa cả nhà không nét chịu nếu mà theo mắt thường của em nhìn đấy cả nhà chưa chưa liền nhá cả nhà nhá chưa liền đâu đấy nên là như cây này là chưa liền này khoanh được 20 20 27 ngày cả nhà 27 ngày chưa có một cái hiện tượng gì nhá đấy màu lá thì vàng rồi 27 ngày đấy nên là các bác cứ kiểm tra cái vết khoanh cho em thường xuyên nếu mà như cây đấy Như cây em vừa rồi em kiểm tra đấy là 20 27 ngày Là nó chưa có hiện tượng gì Đấy nếu mà cứ được khoảng độ tầm 40 ngày nhé cả nhà nhé 40 ngày mà nó không có hiện tượng này là cả nhà hãy cẩn thận Kể cả như em cũng vậy thôi Được 40 ngày mà không cẩn thận đấy mà không xem cái vết khoanh điền hay không liền đấy không cẩn thận là nếu mà nó còn khô tiếp tục diễn ra ấy cả nhà là nó có khả năng là sẽ chết cây nhá cả nhà nhá nên là à, thời điểm anh em mà cái trời khô hạn này là anh em cứ đi kiểm tra vết khoanh cho em thường xuyên khi nào mà được à, độ tầm 40 ngày là bắt đầu là nó phải có hiện tượng là nó cái vết khoanh mà nó đã liền ra nha cả nhà nha đấy 40 ngày là vết khoanh phải liền nó có hiện tượng là phải liền đấy còn à, không có hiện tượng liền đấy là cả nhà hãy để ý là chuẩn bị à, chuẩn bị bị băng dính đấy cả nhà đấy nên là cả nhà hãy để ý cho em năm nay ấy, cái thời tiết này ấy, thì là nó khô kiểu này ấy, thì là cây vải là sẽ khả năng là sẽ chết hàng loạt thứ nhất là các bác không để ý cây vải u đi cây vải u ấy, thì là cây vải khoanh sớm khoanh sớm hơn những cây vải thiếu chính vụ này thanh hà này đấy nếu mà tính ra cây vải u là các bác khoanh đến thời điểm này là nó được à, nhà nào à, khoanh chậm nhất thì là được à, một tháng còn nhà nào mà khoanh được lâu hơn thì là nó khả năng là được 50 ngày rồi. Nên là các bác là hãy đi kiểm tra nếu mà như những cây mà các bác khoanh à 50 ngày ấy cả nhà. Các bác khoanh được 50 ngày ấy là bây giờ nó phải liền, thứ nhất là liền, thứ nhất là những cây 50 ngày là phải liền, nói là phải liền. Nhưng mà trong khi đó là nó liền ấy thì là nó liền không hết đâu cả nhà. Nó sẽ liền một số ví dụ như là à, 50 ngày nó sẽ liền năm à, 50 trăm chẳng hạn đấy cây vải ấy, là nó liền là nó không liền một, một lần được hết đâu nếu mà cây vải liền một lần được hết đấy thì là cây vải đấy là nó muốn đi đọt rồi đi ngọn rồi nó mới liền được hết như vậy còn à, cây vải khi đủ lộc lá liền ấy thì là nó liền à, dở dương thôi 50 50 thôi ví dụ như những cây mà nó khoanh được à như những cây vải mà khoanh được à, 50 ngày cả nhà cây vải mà khoanh được 50 ngày là nó sẽ liền 50 50. Đấy. Nên là những cây ví dụ khoanh được à, khoảng độ tầm à, 40 ngày là nó sẽ có hiện tượng xuống hoặc là 30 ngày nó sẽ có hiện tượng xuống đấy kiểu như vậy. Nên là anh em mà kiểm tra cái vết khoanh cho em thường xuyên nhá cả nhà nhá. Đối với những cây à, lá nó ngả vàng ấy. Đấy. Các bác cứ thấy nhìn như những cây vải à, lá nó đã chuyển sang màu ngả vàng ấy là cây vải nó đã đủ độ đầu nên là mình cứ kiểm tra cái vết khoanh thôi Không cần à, à, Phải à, Làm cái gì đâu Nếu mà các bác cứ lấy chuẩn lục lá thì Các bác cứ à, à, Để ý thôi để, để ý màu lá Để ý màu lá với lại vết khoanh Đấy Đây này Như những cây của em đây này Đây Màu lá nó như những cây này là khoanh trước này Đây cây khoanh, khoanh trước nó đã xuống màu này Như cây ở bên này này Đấy Cây này thì khoanh sau hơn Đấy nó chưa xuống, như cây này là đã xuống này, này các bác xem này, đây là các bác hãy đi để ý cho em là những cây mà nó đã xuống màu như thế này nhá đây các bác cây xuống màu này, màu lá này, Đấy, như cây bên này là chưa này, như cây bên này là chưa nhá, như cây bên này là xuống màu này, các bác xem hai cây nó hoàn toàn khác nhau nhá, là các bác về cái thời tiết khô hanh này là cảnh báo cho anh em không cẩn thận, là kể cả ai cũng như vậy thôi đã rơi vào cái khoanh vải mà nó gặp cái thời tiết bất lợi này ấy, là nó không trừ một ai đây này em sẽ quay cho cả nhà đây cây bên kia khoanh sau này nó chưa việc gì này như cây khoanh trước này đây như hai cây này khoanh nó phải chênh lệch khoảng độ tầm 10 ngày đến 15 ngày đấy cả nhà xem này nó khoảng tầm 10 ngày gì đấy nó phải tranh lệch như thế đấy một cây ví dụ mình khoanh vào khoảng độ tầm à, như những cây này là em khoanh vào khoảng độ tầm mùng 6 này như những cây kia là em sẽ khoanh vào khoảng độ tầm 20 này Đấy Hoặc là 18 này Đấy nó khoanh tranh lệch nó phải 10 ngày cả nhà Đấy nên là các bác xem màu lá nó hoàn toàn khác nhau nên là mình hãy để ý như những cây này Đấy. như cây này là em sẽ khoanh vào à, độ tầm mùng 6 rồi mùng 6 tháng mùng 6 tháng 10 là các bác sẽ đi xem vết khoanh game này Đấy. bắt đầu đi xem vết khoanh nha mùng 6 tháng 10 đến hôm nay nó là gần được một tháng đây gần được một tháng là các bác sẽ xem vết khoanh này Đây nha Như cây này là Chưa có hiện tượng gì này này Đấy Nếu mà nó có hiện tượng ấy là nó sẽ trắng nhá Nó sẽ có hiện tượng trắng trắng ra đây nhá Như cây này là nếu mà khả năng như này ấy, thì là khoảng độ tầm được 40 ngày cả nhà để ý Mình không hẳn là để ý 40 ngày đâu Là mình để ý cái vết khanh này thường xuyên để xem nó có liền xuống không. Đấy, để xem nó có liền xuống không nhá cả nhà nhá. Nó có hiện tượng liền đấy thì là ok mà nó không có hiện tượng liền đấy thì là cả nhà hãy cẩn thận là cả nhà sẽ đi bịt bịt bị băng dính trước cho em đấy. Đấy, thứ nhất là cứu cây cả nhà. Nó gặp cái thời tiết khô này ấy không không nó không để cho một ai đâu, thời tiết khô này này. Đấy, cây không liền. Đấy. 20 cây hôm nọ thì là nó có hiện tượng liền rồi em kiểm tra cây đấy hôm nọ em khoanh được cả mươi sáu ngày cây hôm nọ em quay video ấy, thì là nó có hiện tượng rồi thì cây như những cây này là chưa có những, những cây này thì là đất em nghĩ là đất của nó khô và đất của nó nông đấy đây này đấy màu lá vàng lá gừng rồi đấy màu này ấy, thì là nó ủ đẹp rồi cả nhà nên là cái vết khoanh mà nó có liền hay không liền đấy thì là cả nhà hãy để ý nhá nó do ở vết khoanh đấy không cẩn thận là nó chết cây hay không chết đấy thì là nó cũng do mình do mình uh, kiểm tra kiểm tra vết khoanh đấy năm nay em nghĩ là thời tiết mà khô đâu 20 tháng 20 tháng uh, 8 20 tháng 9 này 20 tháng 10 20 tháng 11 Nếu mà đến 20 tháng 11 mà không mưa Thì là được 90 ngày không mưa Là hiện tượng là chết cây diễn ra ở khắp mọi nơi nha cả nhà nha Không không trừ một chỗ nào đâu Đấy các bác xem này Các bác bảo em là khoanh cái cưa bé Loại này khoanh cưa bé của em ấy Là 20 ngày là liền hết rồi Là đi lọc rồi Đấy các bác xem em khoanh cư bé như vậy mà nó em cư của em còn làm cùn nhá đấy nhưng mà em khoanh được 20 còn chưa được một tháng 27 ngày các bác xem này đây màu lá nó khắc chuyển sang như thế này mà còn không phun một ủ một cái gì nhá lại này nếu mà có lại vàng vàng đấy cả nhà lại vàng vàng này các bác mà phun ủ nữa thì sang năm tịt tịt thẳng luôn đây các bác xem cái đầu ngọn cho các bác xem những cái đầu ngọn này này cái đầu ngọn này sao mà đi lọc được đây này cái đầu ngọn này sao mà đi lọc được Đến lúc nào nó mới đi lọc được cái loại này Đây này Đấy cái đầu ngọn này sao mà đi lộc được Mà lá của nó đã vàng như thế này rồi Mà cây thì Cây thì lại chưa chưa liền Đấy Nên là nó không đi lọc được Mình khoanh cái vết đi là bé Nhưng mà nó đủ lọc lá rậm rạp thế này này Đấy Nên là nó không đi lọc được Bây giờ thời điểm này ấy Thì là anh em lên Thứ nhất là những cây màu lá gừng Là các bác hãy để ý cho em là thứ nhất là về màu lá. Xong là các bác xem vết khoanh là mình khoanh được bao nhiêu ngày nhé cả cả nhà nhá. Cả nhà phải hiểu là cái thời điểm mình khoanh ấy thì là được bao nhiêu ngày. Ví dụ được à, cây ví dụ khoanh được cả 30 ngày hoặc là 40 ngày hoặc là 50 ngày đấy. Nên là các bác phải để ý cây mà khoanh được 40 ngày ấy thì là thứ nhất nó phải có hiện tượng liền đi xuống, trắng đi xuống. Thứ hai là cây khoanh được 50 ngày là nó phải à, có độ liền 50-50 Nếu mà các bác khoanh được những cây mà 50 ngày Kể cả vải u hồng, thanh hà hoặc là vải thiều chính vụ Những cây vải nào mà khoanh được 50 ngày mà chưa có hiện tượng liền xuống được 50-50 là các bác nhìn thấy màu lá quá vàng là các bác sẽ đi bịt bằng dính ngay Nếu mà không bịt bằng dính ấy Khi những cây mà khoanh được 50 ngày đấy là màu lá vàng như thế này ấy là 50 ngày ấy, thì là cả nhà không để ý là nó chỉ trong vòng khoảng độ tầm một tuần đến 10 ngày mà lá của nó là không hấp thụ được một cái gì nhá cái lá này nó không hấp thụ được một cái gì cái lá mà các bác đi sờ thấy mềm cái là các bác không cứu được cây nữa đấy. lúc đấy mà các bác đi bịt băng dính và các bác cả phát hết cái lá đi cũng không cứu được cây cả nhà bởi vì em đã từng bị rồi năm 2019 hay 2020 thì em bị chết uh, mười mấy hai mươi cây ấy cả nhà không cứu được. Lúc mà cái lá của nó mà sờ nó mềm. Lá mà sờ mềm một cái ấy. xong là các bác đi bịt băng dính mà trong khi đó các bác đã đi phát hết cái 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 lá của nó đi để nó không có cái chỗ hấp thụ nữa nhưng mà không được nhé cả nhà nhá, không cứu được cây đâu là về sau vẫn chết hết. Đấy. Nên là cả nhà hãy để ý cho em là thường xuyên riêng cây vải đó đã chuyển màu cái này rồi thì là các bác yên tâm là nó không ra lộc được nữa. Còn những bác ấy mà làm lộc mà làm à làm lộc mà thưa ấy mà bây giờ cây vải xanh đen mà có hiện tượng đi lộc này kia ấy, thì là các bác sẽ đi xem cho em là cái đầu ngọn nếu mà cái đầu ngọn của cây ấy cái đầu ngọn này này nhưng bác vườn xanh đen ấy các bác đi xem cái đầu ngọn này này thứ nhất là đầu ngọn này nó, nó đen hay là nó vàng này đen vàng nếu mà nó đen nó chuẩn bị chuyển xanh ấy cả nhà là nó đi được lộc ấy thì nó phải đi ra dài dài này nó mới đi riêng mùa này mùa nó nó có lạnh khô đấy thì là nó không đi được nhanh đâu nên là các bác kết hợp xem vết khoanh đó nếu mà các các bác những bác nào mà cái vết khoanh đã đã gọi là chưa liền gọi là chưa liền nhá gọi là vết khoanh chưa liền nhưng mà nó có hiện tượng nhảy lộng ra bằng này đấy là những cái vườn của các bác là trước khi khoanh ấy thì là các bác đã để nước lên thân rồi nên là các bác khoanh vào ấy thì là nó còn cái dư cái dư ở trên cái từng khoanh ấy là nó đẩy ra bằng này Đấy. Nên là các bác lúc ấy để nước lên thân nó mới kiểu như vậy. Nếu mà các bác không để nước lên thân mà các bác khoanh trước ấy thì là nó không đẩy, không đẩy lên được nữa bởi vì nó không có lượng nước ở trong cái cái cây ấy cả nhà. Trên cái vết khoanh của mình ấy nó không đẩy ra được nữa. Đấy, nên là nó có hiện tượng như vậy. Thứ nhất là các bác khoanh ấy có nhiều bác hỏi em ấy bảo là tại sao cây của em mà khoanh ấy mà nó chưa liền nhưng mà là nó lại à, có hiện tượng là chuẩn chuẩn bị muốn đi lọc đông cả nhà. Cả đây là ví dụ như cái bác ở cái gốc này này, các bác để nước lên thân rồi, các bác mới đi khoanh gọi là ngắt cái toàn từng nước bên dưới. Xong là còn cái từng bên trên ấy nó vẫn đẩy, đẩy lên nhá, nó đẩy lên lá. Xong là nó mới đẩy ra cái ngọn này này, nó mới đẩy ra cái ngọn này. Xong nó đẩy ra dài dài này. Nhưng mà lúc ấy vết khoanh nó chưa liền. Đấy, nên là các bác bị cái tình trạng như vậy. Nên là các bác hãy để ý cây cho em. Lúc ấy cây chưa liền thì là nó không đi được lọc nếu mà cây lúc đấy mà nó liền rồi thì là nếu mà đầu này mà xanh ấy thì là nó có hiện tượng đi đấy nên là các bác hỏi em ấy là có thể phun phun uh, ức chế ví dụ là mpk hoặc là hpc hoặc là lật giấm chuối gì đấy thì uh, theo em ấy vết khoanh chưa liền thì các bác không sợ nó không đi được còn nếu mà vết khoanh liền ấy thì là cái đầu này nó mới đi được đấy cả nhà nên là sang năm cả nhà hãy để ý và làm Đấy, làm lộc kiểu của em này. Đây, em khoanh vết rất chi là bé nhá cả nhà nhá. Một lần thôi, bây giờ nó chuyển sang cái màu chuyển sang màu gừng này này. Đấy. Rất là ok. Khoanh đến thời điểm này là không phải làm cái gì rồi, theo dõi cái vải thôi. Đấy nên là nhiều bác cái, cái lúc làm lộc ấy tự tin lắm cả nhà. Lúc làm lộc rất chi là tự tin, lúc cái nó còn nắng ấm này kia mà là mình à mình nắng ấm này mình làm lộc này rất chi là đơn giản nhưng mà đến lúc cái thời điểm mà làm lộc 1 với lộc 2 thì làm đơn giản thôi nhưng mà đến lộc 3 đến lộc 3 mẹ lộc khó bởi vì lúc lộc 3 ấy cả nhà. Làm lộc 3 lộc cuối này ấy, thì là cây vải lúc đấy nó đã lộc 2 với lộc 3 à lộc 2 lộc 1 với lộc 2 ấy là nó chuẩn bị đủ lá rồi. Nên là lấy được cái lộc 3 là nó hơi khó đấy, hơi khó nên là các bác nhiều bác là không lấy được. Đấy nên là các bác làm lộc ấy là các bác phải để ý cây và mình khoanh vào cái thời điểm nào mình căn khoanh vào cái thời điểm nào mình mới lấy được lộc chứ còn các bác cả làm lộc làm lộc cây vải cứ để cây vải nó tự nhiên thế này thế kia thì các bác làm không lấy được lộc đâu nên là các bác hãy để ý cây đấy thời điểm này và em lên hôm nay em lên nói chuyện với cả nhà là các bác thời điểm này là các bác lên xem thứ nhất là màu lá những cây màu lá gừng và và xem cái đầu ngọn nó có hiện tượng là đã chuyển sang màu màu vàng khoanh là đã đủ độ ngủ nghỉ xong là các bác xem vết khoanh cho em thường xuyên là quan trọng nhất là cây vải là có chết hay không ấy thì là ở cái vết khoanh của mình nhá đấy những bác mà khoanh được 40 ngày 50 ngày mà chưa có hiện tượng gì là các bác sẽ đi bịt băng dính cho em đấy bịt băng dính em nói là bịt băng dính nhá là các bác chưa phải tưới nước đâu bởi vì sao bởi vì bịt băng dính vào để cây nó hồi lại thôi chứ các bác đừng có tưới nước đấy còn như những cái video của em ấy bảo là các bác à, mà bịt băng dính mà đi tưới nước nhẹ ấy, là những cây của các bác đấy là có nguy cơ rồi đấy, nó quá vàng lá rồi đấy còn như mình bình thường ấy thì là như cây nó mới chuyển sang màu ngả ủ này cả nhà màu lá vàng ngả ủ này ấy, thì là anh em chỉ đi cần à, bịt băng dính lại thôi không cần phải tưới gì Đấy là đối với những cây mà 40 ngày đấy Đối với những cây mà khoanh được 40 ngày Hoặc là 50 ngày nhé cả nhà nha Còn những cây mà dưới 40 ngày như cây của em đây này, này Em khoanh mới được 20, 27 ngày đây này, này Đấy Cây của em này khoanh chưa được 40 ngày Là nó chưa có hiện tượng liền đi xuống Là em vẫn cứ để ý thôi Đấy khi nào mà cây mà nó khoanh được 40 ngày đổ lên. Thì uh, ví dụ như hôm nay là em mùng uh, 3, mùng 3 thì mới được 20 uh, hôm nay mới được đến là uh, 27 ngày cả nhà. 27 ngày thì còn 13 ngày nữa cả nhà. 13 ngày nữa thì nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm mùng uh, 3, 13 ngày nữa thì 13 mùng 3, 13, 10 16. Đấy, nó phải đến khoảng độ tầm 16. 16 tháng uh, 16 tháng 10 16 tháng 11 âm lịch thì là em lúc đấy là em mới uh, đi xem mà lên ấy thì là nó còn vàng quá thì là em sẽ đi bịt băng dính đối với những cây này. Đấy cả nhà nhá, sẽ bịt băng dính đối với những cây vàng này. Mà những cây vàng này ấy thì là chưa liền cả nhà, chưa liền thì mình mới bịt. Còn nếu mà nó đến là uh, 16 tháng 11 này mà nó có hiện tượng liền đi xuống được rồi thì thôi, mình không phải bịt nữa. Đấy. Nên là đến thời điểm này, ví dụ à, các bác à, vải u là đến thời điểm này có bác khoanh được 40 ngày, 50 ngày mà màu lá của nó vàng như thế này là các bác xem là các bác đi à, à, cây mà mà nó liền xuống được rồi hoặc là nó liền có hiện tượng liền đi xuống là các bác không cần. Đấy. Còn bây giờ mà các bác khoanh được 40 ngày, 50 ngày mà vết khoanh nó còn khô, khô nguyên mà nó chưa có hiện tượng liền là các bác sẽ bịt băng dính cho em đấy bịt thôi các bác bịt băng dính thôi các bác chưa phải tưới đâu đấy bịt băng dính vào để nó khắc hồi nó khắc hồi cây nhá đây có bác có bác bảo này này có bác vừa, vừa rồi có cái video ấy bảo là cây nó đã vàng vàng này này mà các bác Thanh các bác bảo là bịt cái băng dính vào đây bác ấy hỏi không kỹ thì em em chưa trả lời được đây nên là các bác phải hiểu này đây ví dụ có vết khoanh như mình như này này như cây chân liền này 27 ngày mà chưa viên tượng liền đây này, này thì là các bác có bác cái bảo đấy à, bịt băng dính vào đây là thấy nó thấy nó bị à, chảy nước cả nhà chảy nước ra cái cái vết bịt băng dính này này là không phải nha cả nhà nha cả nhà bịt băng dính vào là không bao giờ có nước chảy ra đây đâu nếu mà có chảy nước ấy thì là do các bác là bị khoanh ấy, cái nước lên cây rồi thì các bác khoanh vào ấy thì có có hiện tượng nước chảy ra đây. Còn nếu mà các bác bịt băng dính vào ấy là cái mình bịt đấy thì là cái vết khoanh này nó xoáy mít, nó kín lại. Nếu mà bịt càng kín ấy thì là hiện tượng liền càng nhanh. Đấy. Nên là các bác bịt vào nó nó có cái hơi ẩm ấy, hơi ẩm mà cái vết khoanh này này nó hấp thụ là nó có cái hơi nước ở trong này. Nên là các bác không sợ một cái gì đâu cái đấy là nó có cái hơi nước ở đây thì là các bác bịt vào kín thì là nó à, có cái hơi nước thì là nó mới làm được liền cái vết khanh đấy cả nhà gọi là cái cây nó hấp thụ ở chỗ này này thì là nó có cái hơi nước lên thì là nó không phải là chảy nước là bác lấy sợ là các bác lấy lại đi tháo đi cả nhà các bác cái sợ vì sao vì là bịt vào thấy nước nó ẩm ở đây sợ nó lại thối cái vết khanh này không phải đâu nhá cả nhà nha đấy bác đây là bác không biết là đi à, à, sợ lại đi tháo đi đấy. Bác không phải là sợ đâu Các bác cứ bịt vào thấy nó Nếu mà vết khoanh ấy Mà muốn liền ấy Thì là nó phải ẩm Ẩm có bịt vào Thì nó mới ẩm hơi ở đây Có hiện tượng nước ẩm ở đây Đấy Nó hấp thụ hấp hơi ấy Thì là có nước ở đây Thì là vết khoanh nó mới liền được Còn mà bác nào mà bịt vết khoanh ấy Mà thấy cái vết khoanh mà nó không có hơi ẩm ở đây đấy Thì là vết khoanh của bác bịt là chưa được nó bị à, hở hơi, đấy các bác ạ. À, bịt vết khoanh các bác phải thấy hơi ẩm ở đây thì là nó mới à, cái vết khoanh mới liền được. Còn các bác bịt ở đây mà thấy nó khô không khốc ấy, không có hơi đấy thì là cái vết khoanh của các bác, cái băng dính của các bác là nó bị hở hơi, là vết khoanh đấy là không bao giờ liền. Bịt mà thấy nó hở hơi kiểu như vậy, nó không liền đâu. Bịt coi như là không bịt, này, coi như là không bịt băng dính. Các bác cứ bịt bằng dính ấy, thấy là cái cái hơi nước nó lúc nào nó cũng phải nó cũng phải có hơi thì là lúc đấy viết bịt mới à, coi như là thành. Còn viết bịt mà không không có hơi ở đấy là không thành, là viết viết bịt đấy là bị hở hơi nên là nó không liền được đâu đấy. Thì hôm nay em lên video và em nói chuyện với cả nhà. Thứ nhất là xem cái màu lá và xem cái à, cái vết khoanh là cả nhà thời điểm này cả nhà hãy để ý nhá không là chết cây hàng loạt đấy không nó không bất cứ một ai đâu kể cả những cao thủ anh em sành sỏi mà làm không kiểm tra vườn thường xuyên là chết hết riêng thời tiết khô nó không trừ một ai cả khi mình đã khoanh cây khoanh cây ngắt nước mình, mình cắt 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 như là cắt cổ gà này cắt vòng tròn này vào khô thì nó chết là chuyện bình thường chứ có phải là cái gì đâu đấy nên là anh em hãy để ý cây vải thường xuyên những cây nó đã xuống màu lá gừng và vết khoanh cho em đấy. Thì hôm nay em lên video và em nói chuyện với cả nhà như vậy thôi. Rồi em xin được chào cả nhà.